Chỉ làm món ăn thôi, chứ
this old man came rolling home. This old man, he played free, he played Hermione with a nick. This old man came rolling home. This old man, he played four, he played knick-knack on the door. The knick-knack, penny-knack, give a dog a bone. This old man came rolling home. Làm xong món ăn lên thứ bảy bảy lần cho mà ăn đợt thứ nữa thấy không cho mồm cái này nó màu đấy màu gì đỏ lên This old man, he played seven. He played knick-knack up in heaven with a knick-knack penny whack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played eight. He played knick-knack on my gate with a knick-knack penny whack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played nine. He played knick-knack on my spine with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. This old man, he played ten. He played knick-knack once again with a knick-knack paddywhack. Give a dog a bone. This old man came rolling home. Bây giờ lấy đi nào, muốn làm gì đây con? Quả. Quả gì đây con? Quả. Quả màu gì đấy? Đỏ là gì nhở? Hay ạ?
dairy the cheese stands alone. Takes the cow. The cow takes the
gì đây? Why?
rồi bây giờ. Quay. Bánh đi nha, bánh đi đây nhở. Đây. Em phải ăn với nhau nha.
Xem rồi đây. Bà tỷ, con ăn chứ? Thì chúng ta cùng bắt đầu.
từng món nào. Cho từng món một lên, đặt xuống, cầm màu đỏ lên nào, đưa cho cô nào. Màu đỏ cơ. Cái này cũng cầm từng cái một đấy, cầm món từng cái một, màu đỏ này. Cầm một cái đây, cầm lấy cái này nha, cầm lấy cái này. Đây, cầm khẩu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Cầm hai.